Cảm nhận cuộc sống kính chào quý vị. Thì hôm nay là mùng 1 Tết. Cảm nhận cuộc sống cũng kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay Cảm nhận cuộc sống sẽ cùng với quý vị đi qua bên Ánh Quang Plaza để mà xem múa lân sư gồng của đoàn lân Hưng Sủi. Thì Cảm nhận cuộc sống đang đi trên đường này là đường Tôn Đức Thắng nha quý vị. Trước mặt của mình đó là cầu quay. Thì bên đây, đây là Ánh Quang Plaza chuẩn bị múa lân. Lân sư gồng Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Sóc Trăng Hưng Sủi đã có mặt tại Ánh Quang Plaza. Và xin thay mặt cho đoàn nghệ thuật Lân sư gồng Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Sóc Trăng Hưng Sủi kính chúc Ánh Quang Plaza khai trương hồng mắt, quả đấu thành công, đúng tài tướng lộc, vạn sự như ý. Và bài biểu diễn của đoàn nghệ thuật Lân sư gồng Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Sóc Trăng Hưng Sủi biểu diễn bài 168. Ý nghĩa của 168 là một gồng 6 lần đấm chống, còn gọi là nhất lộc quát. Và cũng xin thay mặt cho Ánh Quang Plaza kính chúc quý khách năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, làm ăn phát đạt, tiền vô như nước và gia đình luôn luôn hạnh phúc. Chúng mọi chúng ta kính chúc Ánh Quang Plaza khai trương hồng quát, bà đấu thành công, tướng tài tướng lộc, vạn sự như ý, đa phúc đa thịnh đa phú quý, tướng tài tướng lộc tướng vinh quang. Và cũng xin thay mặt cho Ánh Quang Plaza kính chúc quý khách năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý và gia đình luôn luôn hạnh phúc. Đúng rồi, chuẩn bị lỗi cháu. Thank you.
Thank you.
sức mạnh nước ngoài. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng giêng năm Nhâm Dần. Chúng tôi đoàn nghệ thuật Giang Sơn Hồng, trung tâm thể dục thể thao tỉnh Sóc Trăng Hương Sủi xin phép cho đoàn lăn chúng con được nhã lộc cho ảnh quan đại gia và cầu chúc cho ảnh quan đại gia khai trương hồng phát mở đấu thành công, tứ tài tứ lộc, hoàn sự như ý, đa phúc đa thịnh đa phú quý, tứ tài tứ lộc tứ vinh quang. Đoàn nghệ thuật Loan Xuân Hồng, trung tâm thể dục thể thao tỉnh Sóc Trăng Hương Sủi đã có mặt tại ảnh quan La Gia và bài biểu diễn của đoàn nghệ thuật Loan Xuân Hồng, trung tâm thể dục thể thao tỉnh Sóc Trăng Hương Sủi cho biểu diễn bài 168. Ý nghĩa của 168 là nhất cực phát một dòng sáu lần đảm trống và đã biểu diễn bài bắt trống đã hoàn thành. Tiếp theo đó là sáu lần cũng đã hoàn thành và tiếp theo đây là bài biểu diễn múa dòng dòng vai thượng múa Lâm Phụng Hòa Minh. Và cũng xin thay mặt cho ảnh quan La Gia kính chúc quý khách năm mới sức khỏe dồi dào, hoàn sự như ý, làm ăn phát đạt, tiền vô như nước. Cái con rồng này sẽ đứng từ phía này, cho cái đuôi nó nằm phía bên đó, đứng phía trong này nè, đứng phía trong này chấp dài ra. Được rồi, không cần phải dời mấy chiếc xe nữa. Rồi, tiến thẳng thôi đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi, vậy là Cảm Nhận Cuộc Sống đã cùng với quý vị xem múa lân vào ngày mùng 1 Tết ở Ánh Quang Laza. Thì Cảm Nhận Cuộc Sống cũng kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Nếu quý vị thấy hay thì nhớ like và share giúp Cảm Nhận Cuộc Sống nha. Hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Bye bye.